3 tháng tân binh được cho là một quãng thời gian nhiều vất vả, khó khăn đối với chiến sĩ trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bởi trước đó họ là những thanh niên đã quen với nếp sống bên ngoài, nay phải đưa mình vào khuôn khổ với các quy định và kỷ luật quân đội. Sự bỡ ngỡ, đôi khi ngại học, ngại rèn là tâm lý có thật, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi và thay vào đó là sự quyết tâm rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, nhân cách của quân nhân cách mạng. Em cứ an tâm, cố gắng giữ gìn sức khỏe, lên đơn vị cố gắng là chúng ta chấp hành tốt theo quy định của trong quân đội. Em hứa sẽ chấp hành tốt các nhiệm vụ được các anh bàn giao cho. Đây là hình ảnh của thanh niên Dương Văn Đông, quê ở Hậu Giang trước khi lên đường nhập ngũ. Còn đây là binh nhì Dương Văn Đông, sau gần 3 tháng huấn luyện tại tiểu đoàn 308, trung đoàn 3, sư đoàn 330, quân khu 9. Dương Văn Đông rán giỏi và tự tin hơn trước. Sự chững chạc còn được thể hiện ở tư thế động tác bắn súng tiểu liên AK thuần thục dứt khoát. Kết quả đạt giỏi trong lần bắn tổng hợp vừa qua cũng chứng tỏ Đông đã trưởng thành hơn khi giữ đúng lời hứa với gia đình và địa phương trước khi nhập ngũ. Sau 3 tháng rèn luyện thì em học tập và rèn luyện được về nhiều mặt. Học tập được cách xưng hô chào hỏi trong đơn vị. Rèn luyện thì có rèn luyện được cái tác phong của mình, luyện tác phong, tính kỷ luật, rèn luyện về thể lực và thông qua các bài thể dục và bài võ của quân đội. Còn với binh nhì Hồ Văn Khanh, trước đây sức khỏe của Khanh kém hơn so với đồng đội, cộng thêm tâm lý thiếu tự tin nên mỗi khi bước vào huấn luyện các nội dung khó, Khanh luôn cảm thấy áp lực. Thời gian qua, Khanh không ngừng nỗ lực để khắc phục những hạn chế của bản thân. Dưới sự giúp đỡ của chỉ huy các cấp, Khanh không những theo kịp tiến độ huấn luyện mà ở nội dung đánh bộc phá, anh còn là một trong những chiến sĩ tốt nhất về thực hành yếu lĩnh động tác. Bản thân em đã xác định được mục tiêu phấn đấu, quyết tâm trở thành một người quân nhân cách mạng để nối tiếp truyền thống của cha ông ta. Thì trước hết là hoàn thành các nội dung huấn luyện trong chương trình 3 tháng tân binh, phấn đấu các nội dung đạt từ khá giỏi trở lên. Đặc biệt là nội dung bắn AK phải đạt được hoa bắn giỏi. Trên khắp các thao trường của sư đoàn 330, giờ đây các chiến sĩ mới đã không còn biểu hiện ngại học, ngại rèn như những ngày đầu. Thay vào đó là sự tích cực, hăng say trong mỗi giờ học, dù miền Tây Nam Bộ đang ở thời điểm nắng nóng gay gắt. Trong sinh hoạt hàng ngày, các chiến sĩ mới còn tự giác đưa mình vào nền nếp, khuôn khổ. Những nếp gấp chăn màn này đã vuông vắn, phơi khăn treo quần áo được thực hiện tỉ mỉ đúng theo quy định. Bước trưởng thành ấy không phải tự nhiên mà có nếu như không được sự giáo dục từ phía đơn vị và ý thức tự giác rèn luyện của mỗi chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ đã sâu sát trong việc là hướng dẫn, uống nắng chiến sĩ mới, kết hợp tốt giữa đơn vị, gia đình và địa phương để thông qua đó là giáo dục và tạo được cái động lực. Hiện nay thì các chiến sĩ đã ý thức trách nhiệm cao, thực hiện đúng đủ các nội dung mà cán bộ các cấp đã đề ra. So với cuộc đời của mỗi con người, 3 tháng là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng với chiến sĩ mới thì 3 tháng đầu là khoảng thời gian vàng để tạo nên bước ngoặt cho sự trưởng thành hơn của bản thân. Môi trường quân đội là rất bổ ích cho bản thân em và các thanh niên bên ngoài, nếu như có muốn rèn luyện bản thân mình tốt hơn thì nên đăng ký nghĩa vụ quân sự. Môi trường quân đội cho tôi tự tin, mạnh mẽ hơn, không còn gục gè nhút nhát giống như trước nữa. Bản thân tôi thấy mình trầm tĩnh hơn, không còn nông nổi nữa, nói gì làm gì cũng suy nghĩ thật kỹ. Tôi đã tự lập rất nhiều, điều đó đã khiến cho ba mẹ tôi không còn lo lắng. Bản thân tôi thật tự hào khi là một người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. Đó là niềm tự hào của mỗi thanh niên, có thể góp một chút sức lực của mình vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.